Đây chính là đoạn trâu đầm tiếp theo. Rất nhiều đoạn trâu đầm. Wow. Người đầm mà như trâu đầm. Rất là trơn luôn. Cứ dẫm mà chậm chuột trâu đầm thôi. Một chỗ là nó phẳng phẳng rồi. Cuối cùng qua là cái đoạn này. À, đến cái đoạn tiếp theo. Chưa phải qua đâu. Dốc cuối chưa? Qua cái đoạn trâu đầm này sẽ đến dốc cuối. Được chưa? Ôi. Ôi. Đi ra. Quá kinh khủng. Mất tránh vào đâu ôi thật là kinh khủng. Ôi, chúng ta đã leo dốc.